Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với làm như thế nào. Với Photoshop chúng ta có thể hoàn toàn có thể làm được rất nhiều điều với bức ảnh. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách để nắn bóp làm to nhỏ một số chỗ rất hiệu quả chỉ bằng các công cụ của Photoshop. Mình sẽ ví dụ với ứng dụng đơn giản là làm to mắt bằng Photoshop. Các bạn hoàn toàn có thể dùng ứng dụng này của mình để làm to hoặc nhỏ những chỗ khác tùy ý. Đầu tiên các bạn nhân đôi layer ảnh bằng tổ hợp phím Ctrl Z. Chúng ta sẽ thực hiện các thao tác trên layer nhân đôi và giữ lại layer gốc. Sử dụng công cụ Lasso Tool để lựa chọn vùng mắt hay vùng nào đó các bạn cần làm to. Click chuột giữ và quét vùng cần chọn, đại khái là như thế này. Sau khi lựa chọn xong vùng đối tượng cần chọn, các bạn chuyển sang công cụ Move Tool để di chuyển vùng chọn. Các bạn nhấn tổ hợp phím Shift F6 để bật bảng chế độ mờ viền vùng chọn. Nhập giá trị filter radius khoảng tầm 10 pixel. Điều này sẽ làm cho biên của vùng chọn được mờ và hình của vùng chọn sẽ chân thật hơn. Sau đó các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl T để căn chỉnh kích thước vùng chọn. Tại đây các bạn nháy chuột phải chọn chế độ căn chỉnh là warp. Sau đó các bạn kích chuột trái và kéo giữ các điểm neo để làm to vùng chọn. Sau khi đạt được kết quả ưng ý, các bạn click vào dấu tích để kết thúc quá trình làm to mắt. Đây là hình ảnh kết quả cuối cùng. Như các bạn thấy, vậy là chúng ta đã có một hình ảnh mắt to mắt bé. Như đã nói ở trên, các bạn hoàn toàn có thể tận dụng công cụ này để thực hiện làm to hoặc nhỏ các bộ phận khác mà mình mong muốn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài tiếp theo.